Xin chào quý khán giả và bà con ngư dân. Đêm qua, vùng áp thấp trên khu vực Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, đánh dấu bước vào mùa mưa bão, lũ của năm 2022. Lúc 14 giờ chiều nay, áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480 km về phía đông. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày mai 30 tháng 6, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới là từ vĩ tuyến 15 đến 19 độ vĩ bắc và từ kinh tuyến 113 đến 117,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 1 tháng 7, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410 km về phía Bắc Đông Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và tiếp tục mạnh thêm. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới là từ vĩ tuyến 16,5 đến 21,5 độ vĩ bắc, từ kinh tuyến 111,5 đến 116,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão nên ở vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Ngoài ra, trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 cho tới 3 mét, biển động. Như vậy là trong những ngày tới, thời tiết trên hầu khắp Biển Đông đều có những diễn biến xấu. Bà con ngư dân cần hạn chế ra khơi xa và liên tục theo dõi các bản tin thời tiết để chủ động ứng phó. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại!